Mua này về đi xe không có đi đâu. Ok phết nhỉ. Ok phết nhỉ. Sao để góc rộng mà dính không? Góc rộng dính đầu xe tí này. Dính đâu? Góc rộng dính đầu xe. Ok. Ui. Anh ơi, em biết đồ là anh bùng chặt hay không? Nhìn thế là được chứ sao phải so với em gì? Chắc là chắc vào. Đây. Thôi nó nghiền đấy. Thôi thôi thôi. Ngủ. Em buộc này rơi bao phát nào chưa? Chắc rơi rồi, nhìn nhẹ nhìn. Ôi rơi một lần rồi. Đấy thì bảo rồi mà. Nhìn. Chả bãi cứ. Không rơi nữa ạ. Em đùa thôi. Biết cầu giờ đấy. Yeah.